Xin chào tất cả mọi người yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại lên clip bán lan phục vụ cho mọi người đây ạ. Hôm nay em chỉ có ít hàng thôi. Thì đầu tiên em giới thiệu qua cái dề phi điệp thuần này ạ. Phi điệp tím Cao Bằng. Cái dề này thì em bán giá là 1,8 triệu. Có 1, 2, 3, 4, 5 thân ạ. Có 5 thân. Thì có cái 5 mầm ạ. Có cái mầm nhỏ này thì là nó tím. Còn lại 4 cái mầm to này thì không thấy tím đâu. Đây có một mầm này. Có một lá. Nó bị gãy như thế này ạ. Nhưng mà không ảnh hưởng gì đến thân đâu ạ. Do là lúc nãy em lấy từ chợ về, nó đi gió nó bị gãy lá thôi, không sao cả. Đó. Cái khúc này là khúc bưởi nhá, gỗ bưởi nhá cả nhà ấy. Đấy, họ vừa mới cưa. Và cái khúc này nặng 1 cân, khúc này nặng 1,2 cân. Đó. Và chỉ có một khúc duy nhất thôi. Đây ạ. Cái này thì họ trồng thuần rồi. Có 5 mầm. Và có những cái thân. Thân này em thấy là giống thân tơ, nhưng mà giống thân chưa ra hoa ấy, nhưng mà không sao nó lại teo tóp này, em chả hiểu. Đấy, thân này chắc là thân hoa ấy. Đó, cái dề này giá là 1,8 triệu nhé. Tổng thể nó như này ạ. Cái khúc gỗ này dài 1 gang, 2 gang, gần 3 gang, 2 gang rưỡi. Và cái mầm thì trung bình là dài 1 gang ạ. Ngoài ra thì em còn có dáng hương tam bảo sắc, một bó 100.000 ạ. Cáo bó 100.000 ạ. Cáo thì em bó lẫn lộn lá xếp và lướt nhá mọi người ơi. Củ bầu rượu 80.000 một cân. Tắc kè đá 80.000 một cân. Hái mốc hồng 20.000 một lạng, 200.000 một cân. Em có một bó xích ngọc. Em lấy đuôi công nhưng mà người ta bó lẫn vào. Có một ít xích ngọc này em bán 50.000. Và một bó nhất điểm hoàng này 50.000 ạ. Thế còn ngoài ra thì em có đây một dề kiếm bạch ngọc. Đây ạ. Tổng thể là nó như thế này. Dề này nặng 2,8 cân. Đây này, nó ra rễ này. Đấy, ra rễ non này. Mùa này mọi người trồng là đến tầm Tết Dương lịch có hoa là vừa. Đấy, cái dề to này em đến qua xem có bao nhiêu thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trên 10 thân đấy mọi người ạ. Mười mấy thân không đến được nữa. Đấy, dề này nặng 2,8 cân, em bán giá là 1 triệu nhá. 1 triệu ạ. Ngoài ra thì còn những cái hàng bó như thế này, kiếm bạch ngọc, một bó này em bán giá là 200.000 ạ. Đấy, 200.000. Cái dề này thì cũng 200.000. Em có bóc đô mỗi bó 100 ạ. Đấy, bóc đô mùa này thì cũng đang ra mầm. Bóc đô thì ra hoa vào Tết âm lịch. Bóc đô
100.000 một bó. Vâng, đấy là toàn bộ các mặt hàng trong ngày hôm nay của em. Và ở đây em có một cái rể cáo đã ra hoa rồi. Thì có một số cô chú anh chị ở trong Nam muốn biết cái mặt hoa của cáo Bắc, cáo Cao Bằng ạ. Thì đây, rể của nhà em nó đang nở đây ạ. Cái rể này thì nó không được tím lắm. Có một số rể khác thì bông nó tím hơn, một số thì lại trắng hơn. Nói chung là cũng tùy vào từng cây thôi ạ. Đấy. Cái vòi hoa nó dài hơn một gang, có hoa, còn tính đến thân thì nó cũng phải tầm 2 gang. Đấy, mặt hoa như thế này nhá mọi người ơi. Và mùi của nó thơm rất là dễ chịu nhá, thơm, mùi thơm dịu nhẹ. Đấy, đấy là mặt hoa của cáo Cao Bằng ạ. Thôi, mọi người lấy loại lan gì thì nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho em vào số điện thoại 0914 996 482. Em tên là Tuyết Kha ở Cao Bằng nhá.